Chào các bạn, mình tiếp tục bài tập ngày hôm trước. Thì các bạn có thể tiếp tục làm cái bài tập mà đã hoàn thành ở cái phần số 2 là Fixed Model, hoặc là các bạn chuyển sang cái bài tập ở phần số 3 là Mending. Và tôi sẽ mở cái file này ra. Tình huống đây các bạn là tôi sẽ điều chỉnh lại cái gân ở giữa. Các bạn thấy cái gân ở giữa nè, chỗ này tôi diện nó mỏng đúng không, đây nó lại dày, nó không có đẹp. Và cái thứ hai tôi sẽ thêm những cái ụ tròn, cái boss á, để mình đặt chỗ lại cho nó dễ. Tại vì là gân nó quá mỏng đi, tôi thêm những cái boss ở đây, những cái vị trí thêm boss vào. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo sửa cái gân lại nhé. Thì trước tiên ý định tôi làm thế này, tôi sẽ tạo cái đường cơ chính giữa, sau tôi offset đều ra hai phía và tôi dựng mặt, sau tôi thay thế. Thì từng bước một mình sẽ làm nha. Mình chọn là composite curve nè, vậy mình chọn là one by one. Lý do là tại vì khi mình chọn đường curve này các bạn, nếu mà mình để là chain á thì cái chỗ này nó không có đường curve á, nó không có vượt qua được nha. Đây mình chọn qua thì tầm thấy nè, đó nó vuốt cho mình luôn, mặc dù nó hơi lâu một tí. Rồi ta có đường curve đầu tiên, mình apply. Sau đó mình chuyển sang là đường curve thứ hai, mình cũng làm cách như vậy thôi, cứ là từng bước một mình đi. Cho các bạn thấy nè, nó gửi những cung tròn, các bạn cho nó tà lanh, nó tự động nó thành cung tròn luôn. Mình bỏ đi nha, mình chọn nó lần nữa mình bỏ đi, mình chọn anh kế bên nó, kế tiếp nó thì nó hiểu cho mình luôn. Rồi đồng ý. Ủa sao cái đường cơ thứ nhất tôi thấy như nó bị sót một đường hả ta? À nó ngắn nè, các bạn phải chọn nó tới đây luôn nha, sao nó bị sót. Rồi sau đó thì mình sẽ tạo một cái đường cơ trung hòa của hai đường curve này các bạn. Các bạn vào cái menu curve, các bạn chọn là intermediate curve ha. Rồi mình chọn là lấy một đường thôi, các bạn chọn anh bên đây và anh bên đây, thì tự động nó cho một cái đường ở giữa. Và từ cái đường ở giữa này các bạn sẽ offset đều về hai phía. Nhưng mà trước đó các bạn có thể là đưa hai anh này nè, mình không có xài nữa thì mình chọn anh, mình đưa vào cái archive này luôn nhé, cho nó mất đi. Sau đó mình dùng chức năng là offset, mình chọn ví dụ như là .75 thôi, lấy cái anh này qua bên đây mình đồng ý. Sau đó mình lấy cái anh này mình flip nó lại qua bên đây rồi mình đồng ý. Rồi từ cái đường mới tạo đó, các bạn nút phải chuột, các bạn chọn menu là sweep nè, các bạn đùng nó xuống 100 và cái góc mình cho giả sử là 1.25 độ, rồi mình đồng ý là mình có cái mặt mới nè các bạn. Là tôi tắt cái OpenS cho dễ nhìn nha. Để dễ chọn thì tôi ẩn cái này trước nha. Để tôi hide nó đi, tôi dùng cái chức năng là extend object, mình chọn vô mặt này và mặt này luôn. Sau đó mình nút giữa, mình chuyển sang cái chế độ mình á là replay, là thay thế, và mình thay bằng cái mặt mới của mình là cái mặt này, mình đồng ý. Rồi tương tự như vậy, ở đây các bạn thấy là sau khi thay rồi nó cái mặt cũ nó vẫn còn đúng không, thì mình thấy là mình nút phải chuột, mình edit nó, mình kêu là mình remove cái mặt cũ luôn đi, cái mặt mới chứ, thì sao nó thay tự động nó trim mình luôn các bạn. Đây tương tự như vậy, ở đây mình cũng làm cách đó, tôi cũng lấy cái anh đường curve mới của tôi nhá, tôi sweep nó nè, cũng 100, góc 1.25 rồi đồng ý. Tạo xong rồi tụi mình ẩn đi dễ nhìn. Sau đó mình cũng vô menu solid nè, extend object nè, cái lệnh này rất là phổ dụng, cứ phải biết xài các bạn. Chọn một mặt, 2 3 4 5 6 7 8, nút giữa replay, mình hiện là cái trạng thái trước đó chính là cho anh này. Rồi mình remove. Đây các bạn thấy là nó đều hơn này không? Nó thay hai cái mặt cũ bằng hai mặt mới, đều hơn như vậy. Và tất nhiên cái đường curve này sau khi xài xong rồi các bạn thấy là ẩn nó đi luôn nha, cho nó đừng có rối. Thôi tôi ẩn thì tôi đừng ở mua shift, tôi ẩn nó thôi. Và bây giờ mình sẽ thêm một số cái ụ vào các bạn. Thì cách làm sao đây? Các bạn nút phải chọn sketcher, các bạn vẽ trên cái mặt này nha. Đây. Cách vẽ như sau. Các bạn chọn chuẩn trước nè, tôi chỉ chọn là pawn thôi nhé, tôi chọn vô pawn này tới cái pawn này tới cái pawn này, sau tôi vẽ một cái đường line các bạn để tôi lấy trung điểm giống gì hết.
Rồi để tôi vẽ một cái đường tròn. Các bạn vẽ là mình coi cho đường kính trước luôn nhé. Tôi fix đường kính trước là 5 ly nè. Và tôi pick vào cái trung điểm của máy anh này. Rồi, các bạn làm tương tự cho tất cả cái hệ ở đây luôn nhé. Thì sẽ vẽ xong các bạn, nó như thế này. Và các bạn nhớ là những cái đường chuẩn mình vẽ khi nãy á, các bạn phải chuyển nó sang cái chế độ là construction như thế này nhé. Sau đó thì mình đóng lại. Khi ra ngoài thì các bạn dùng cái lệnh là new extrude, các bạn chú ý phải là new nhé. Tại vì một lát mình sẽ còn cắt xén cái khối này nữa, cho nên nếu các bạn dùng là add á thì nó dính chùm với cái băng đầu mà đã có luôn mà không có cắt xén được. Đây các bạn new extrude. Rồi các bạn hãy cho đi xuống là 200. Nó dài thoải mái làm cắt bỏ ha. Ở trên thì các bạn cho đi lên dù như 10 ly thôi. 10 thôi ha. Thế này. Rồi, sau đó thì các bạn thay thế nhé. À, tôi ẩn bớt cái point cho dễ nhìn nhé. Bây giờ các bạn muốn là những cái mặt này nè. Đây, nó dính vào những cái mặt dưới đây. Thì các bạn có dùng chức năng là Extend thay thế lần nữa. Các bạn vào cái chức năng là Extend Object nè. Các bạn chọn 1, 2, 3. Các bạn thay bằng cái mặt này. Và nhớ các bạn phải keep lại nha, tại vì nó không hoàn toàn là nó thay thế hẳn, cho nên các bạn phải keep cái mặt cũ lại. Và các bạn nhận xét nè, nếu như hồi nãy mình chức năng là add á thì các bạn không thay thế được, tại vì nó chỉ thay thế một cái nào mới thôi. Nếu cái mặt các bạn đã có rồi á thì nó không thay thế được nha, cho các bạn phải là new là vậy đó. Các bạn đồng ý. Đây, nó bằng xuống này ha. Tiếp theo. À, anh này bằng cái mặt này. Tiếp theo ở đây các bạn thấy nè, cái mặt to các bạn lại chung hết, cho nên mình phải chọn được nguyên cái dàn chốt này luôn. Các bạn chọn mặt này, mặt này, mặt này. Đây. Bằng cái mặt này. Chung mặt là mình làm được cho các bạn. Nói chung một mặt thay thế là mình làm được hết một lần luôn, không cần phải chọn từng cái một. Đây. Đấy là mình đã thay thế như thế rồi. Tiếp theo, các bạn thấy là mình còn phải tab cho nó rộng ra nữa. À, các bạn dùng lệnh tab bơ ha, cho nó có góc thoát và nó rộng rộng ra. Thì mình cũng vào cái menu là tab bơ. Các bạn chọn mặt trung hòa của mình, làm chọn mặt này nè các bạn. Mặt này phẳng nhất nè. Sau đó các bạn chọn những cái mặt mình thay thế nha, chính là cái, những cái mặt mà bị tab chứ. Cái mặt bị tab chính là cái mặt này. Những cái dàn này. Mình đồng ý ha. Ở đây thì mình để là bottom level thôi cho nó giữ cái mặt đáy lại các bạn. Ở đây thì mình chọn là góc là 1.25 độ luôn. Rồi mình thêm mình review nhé. Này nó sai nè các bạn. Thì mình chỉ lên trên đây. Nó cũng sai. À giờ cái mặt này mình chọn cái này hướng hướng xuống các bạn. Anh này hướng xuống nha. Rồi mình chọn là multi plane nè. Rồi đúng hướng như mình muốn thì mình đồng ý thế này. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ phần dưới, tại mình dư mình sẽ cắt bỏ bớt đi. Thì cách cắt bỏ là các bạn vào menu solid, các bạn cut, các bạn chọn toàn bộ cái dàn chốt của mình luôn, các bạn nút giữa. À, mình sẽ cắt bằng cái sản phẩm của mình, cho nên đây mặt bột phải giữ cái sản phẩm lại. Nè. Rồi mình sẽ separate nó ra, tại vì có thể là mình sẽ remove. Các bạn thấy rằng là khi cắt á thì cái phần nào mà có sản phẩm á thì nó mới cắt, tức là cái phần dưới đây nè cũng không cắt được. À, thì các bạn phải để chức năng là separate ra để đắt nữa mình review bằng tay. Rồi mình chọn cái này một cái, nó báo lỗi nữa các bạn. Thì để biết lỗi nằm ở đâu các bạn cứ việc là ok, sau đó mình đồng ý một cái thì các bạn thấy là đi tới cái lỗi nè, thì đã báo là à, chỗ này các bạn ở ngay tại vị trí này. Thế thì lý do tại sao các bạn, cái lý do là gì, cái mặt mình cắt á nó lại trùng mặt sản phẩm luôn, cho nên khi nó ra chỗ này nè nó không cắt được. Thế thì các bạn phải chấp nhận xử lý bằng tay. Và ở đây tôi nói luôn nha, nó rất là ngẫu nhiên, có khi các bạn sẽ bị sai ở đây có khi bạn thực hành nó sẽ sai ở đây, và nó sai cái mặt nào thì các bạn bắt buộc phải xử lý bằng tay cái mặt đó. Thì tôi làm một cái cho bạn xem mẫu nha. Tôi đồng ý nè, tôi cancel đi. Sau đó tôi vào chức năng là Extend Object. Tôi chọn anh này. Tôi kêu thôi bây giờ nó đi offset đi nhé. Nó đi xuống. Ví dụ như chừng 0.5 ly. Thấp xuống như vậy. Sau đó các bạn thực hiện cái việc là mình cắt lần nữa. Nếu như nó lại báo lỗi
thì các bạn lại offset cái mặt đó, và tôi nói lại là nó rất là ngẫu nhiên. Các bạn có thể bị là một mặt, hai mặt hoặc chỉ ba bốn gì đấy, thì bị bao nhiêu mặt và phải xử lý bao nhiêu lần như vậy. Các bạn thấy tình huống của tôi ở đây các bạn, là tôi sẽ phải sửa tới là một hai ba bốn lần. Thì sau khi tôi offset những cái mặt mà như vậy rồi á, thì tôi cắt thành công nè. Các bạn vào cut nha, các bạn chọn anh này, các bạn separate kiếp mặt lại, các bạn chọn anh này một cái. Đây, các bạn thấy nó cắt thành công rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ phải trim nó. Thì bây giờ để cho dễ nhìn á, tôi ẩn nó đi một cái nè. Đó, nó rời rời như vậy. Thì những cái anh dưới đây là tôi không có xài tới các bạn. Tôi chọn nguyên cái đám này ha, và cả cái ám này luôn. À, tôi nút phải chuột, tôi remove geometry thôi. Rồi tôi hiện lại cái ông này của tôi nè. Thì lúc này các bạn phải trả nó về, tại vì hồi nãy mình offset nó xuống rồi đó, tức là nó ngắn rồi nè các bạn. Thì các bạn phải lại là replace cho lên cao cho lại nữa. Thì các bạn cách làm như thế này nha, các bạn cũng mà vô cái phần là extend object nè. Các bạn chọn anh này, nút phải chuột, các bạn chọn chức năng là replace bằng cái anh này. Và các bạn làm tương tự cho những mặt các bạn đã thay thế. Các bạn thấy là tôi phải thay thế tất cả bao nhiêu lần các bạn? Mấy chục lần như nè. Thế thì một câu hỏi đặt ra là tại sao hồi nãy tôi lại không có merge những cái phần tử mà vừa mới cắt xong một lần, và tôi thay thế một lần cho nó dễ? Thì câu trả lời rằng nếu như các bạn merge chung là như vậy, các bạn thay thế thì nó sẽ nhanh hơn một tí, nhưng cái quá trình mà mình merge final á, bây giờ thấy là nó đang rời rời đúng không nè, đó nó rời với anh kia, thì cái quá trình mà các bạn merge lần cuối này á, nó sẽ bị lỗi. Cho nên tôi chấp nhận nha, tôi sẽ extend từng anh một, sau đó tôi sẽ mở toàn bộ lại với nhau thì nó sẽ không bị lỗi các bạn. Đấy, và cuối cùng thì ở đây tôi chỉ tạo thêm một cái góc thoát cho phần dưới đây thôi. Thì tôi cũng vào tabber nhé, dù tôi chọn cái mặt trung hòa là cái mặt này, rồi tôi chọn cái mặt này, tôi nghiêng ra là 1.25, tôi coi thử nè, nghiêng ra đúng rồi thì tôi đồng ý luôn. Đấy, thì là đây là mình hoàn thành cái việc là mình chỉnh sửa đặc tính hình học của một cái sản phẩm. Cái là mình sẽ thay thế cái gân, mình lấy cái bot vào. Thì có thể các bạn thấy rằng công việc nó phức tạp và mình làm hơi lâu một tí, nhưng quan trọng là CRM nó có công cụ cho mình làm việc đó các bạn. Và tôi nhắc lại là CRM nó làm một dạng hybrid ha, là dạng live, nó tác động vừa tới những cái hình học, vừa tác động những cái tham số, cho nên là các bạn sửa rất là linh hoạt. Rồi, cảm ơn các bạn.